chọn của máy giao kèm phải làm lòng trước khi mua để tránh tiền mất tật mang. Tiêu chí đầu tiên là kiểm định chứng minh nguồn nước sạch. Bắt buộc máy lọc nước giao kèm phải đạt chuẩn nước uống trực tiếp theo quy chuẩn QCVN 61-2010 Bộ Y tế. Thứ hai là cái máy đó phải được kiểm định 101 tiêu chí nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chí lý hóa vi sinh. Thứ ba là sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016 hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế. Đặc biệt hơn là phải đạt các tiêu chí kiểm định chứng minh rất tốt như máy lọc nước dùng phun xa nè, đó sẽ đạt được chất lượng thanh 3D về độ thuần khiết, đảm bảo khoáng tự nhiên hấp thụ vào cơ thể hiệu quả. Công nghệ điện phân phải được cấp bằng độc quyền giải pháp sở hữu cho Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ cấp chứng nhận như công nghệ điện phân bằng điện cực 3D của Daikyosan. Chưa hết, dự dòng kiềm tươi Daikyosan còn nhận kỷ lục Việt Nam về đơn vị đầu tiên sản xuất máy lọc nước dòng kiềm tươi Daikyosan áp dụng công nghệ độc quyền điện phân nước bằng điện cực tan 3D và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhất. Vừa rồi là những tiêu chí để lựa chọn được một chiếc máy lọc nước ưng ý. Các anh chị em nhà mình nhớ làm lòng để tránh tiền mất tật mang khi lựa chọn một chiếc máy lọc nước dòng kiềm nhé.